và đây là cái món chính ngày hôm nay mà nhân viên vừa mới bưng ra. So good, so good. Có mặt hơn 25 năm tại Atlanta, tiểu bang Georgia, văn phòng di trú Mỹ Sài Gòn Immigration Service là nơi lựa chọn hàng đầu dành cho người Việt tại Mỹ trên khắp 50 tiểu bang, có nhu cầu bảo lãnh người thân theo các diện định cư gia đình như bảo lãnh vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, quốc tịch, thẻ xanh, công hàm độc thân cấp tốc và các dịch vụ di trú hay ủy quyền khác. Trách nhiệm và tận tâm là cách mà chúng tôi phục vụ cộng đồng người Việt ở Mỹ. Chi tiết xin vui lòng gọi 770-807-3951 hoặc 470-800-2173 để được phục vụ tốt nhất. Hey, ok các bạn, thì trưa ngày hôm nay thì gia đình chuẩn bị lên đồ, chuẩn bị đi đám cưới. Đám cưới của ai thì chút xíu nữa các bạn biết nha. Bây giờ mình chút xíu nữa mình sẽ đợi chú rể. Bây giờ là ai cũng lên đồ đẹp rồi, chưa biết ai là chú rể nữa, rất là căng. Ok, hey các bạn. Đây các bạn, đang ở trước nhà của chú Minh. Nay bây giờ nắng lên rất là đẹp luôn đó. Đây chú Minh. Dạ, yeah, nay là đám cưới của chú Minh, có điều gì nói không? À lộn. Đâu phải đám cưới của chú Minh đâu. Yeah, nhưng mà thấy chú Minh đẹp trai vậy. Yeah. Có ai đăng ký không? Chú Minh đẹp, yeah, thân. Thì bây giờ là gia đình ngày hôm nay là đi đám cưới của con chú Minh các bạn, ở tại tiểu bang California. Nay chú Minh là chắc đừng có khóc nhiều quá nha chú Minh. Đừng để cho những cái dòng lệ tuôn rơi. Đấy, nay gả con trai đi. Ok các bạn. Right. Yeah. Thì bây giờ là thời tiết rất là đẹp luôn. Bây giờ thì cả gia đình mình sẽ di chuyển đến cái chỗ để mình làm lễ đám cưới cũng như là mình ăn tiệc đám cưới luôn. Và cũng bật mí thêm luôn cho các bạn biết thì tiệc cưới này sẽ là tiệc cưới kiểu Mỹ. Và chú rể là con của chú Minh, còn cô dâu là ai thì bây giờ là mình sẽ tới chỗ đám cưới để mình coi một cái đám cưới của người Việt ở bên Mỹ sẽ tổ chức như thế nào. Thì đây không phải là một cái tiệc cưới kiểu truyền thống kiểu Việt Nam không, nhưng mà đây là tiệc cưới theo kiểu Mỹ. Thì bây giờ là từ nhà chú Minh đi đến cái chỗ để mà làm đám cưới đấy thì cũng mất khoảng một tiếng đồng hồ hơn các bạn, chứ không có gần, ở thành phố Dublin. Đây các bạn, mình rất là thích cái không khí ở ngay chỗ này. Thì nó mát mẻ ha, và trong lành. Thì xung quanh là các bạn thấy đồi núi xung quanh không, ở tại phía bắc của tiểu bang California. Đây là thành phố Milpitas các bạn. San Jose thì chạy lên đây cũng rất là gần, không có xa lắm. Này là nóng ha. Từ đây mình chạy lên đó một tiếng đồng hồ. Yeah, not bad. Đây các bạn thấy thì kiểu nhà ở bên Cali thì nhà nó nhỏ nhỏ và sát sát với nhau như thế này. Nhưng mà cái khu này cũng đẹp á ha. Yeah. Và nhà ở bên Cali rất là mát luôn các bạn. Rất là mát. Yeah. 1.000.000 trở lên trong khu này. Mà đôi lúc thì các bạn thấy cái nhà rất là nhỏ, nhỏ hơn cái tiểu bang Georgia rất là nhiều. Thì vật giá tại tiểu bang Cali bây giờ rất là đắt đỏ. Đây các bạn, thì ở đây là giống như là ở trên núi vậy đó. Đây, lên đây thì thời tiết nó hơi lạnh hơn chút xíu nữa. Đấy. Toàn là rừng, đồi, núi. Cái đường mà chạy lên đây nó cong cong uốn lượn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong nha. Thì trong video ngày hôm nay các bạn sẽ thấy được cái không khí của một tiệc cưới đậm chất Mỹ các bạn. Beer? Not now. Beer now? That's too early for that. Never too early. Oh yeah. You guys ready for the crazy day? Oh, are you ready? I think so.
don't be so emotional today, man. I tell you, tell your dad don't cry. I hopefully not. You're like baby crying. Này các bạn, đây là chú rể Khoa. There you go, hey. Yeah. À, có đây là phụ rể, à, phụ rể đông ghê không? Ok, còn cô dâu là ai thì chút xíu nữa các bạn sẽ được biết. Ok. Đây, ok các bạn, thì đây là đám cưới của Jenny and Steven. Thì Jenny là cô dâu, Steven là Khoa, là con của chú Minh. Alright các bạn, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới phía cái sân chỗ này, thì sẽ làm lễ cưới ở dưới đây. Rồi chỗ mà ăn uống sẽ nằm ở khu vực khác, rồi chỗ nhảy dancing sẽ nằm ở khu vực khác các bạn. Thì cái khu mà làm lễ cưới chỗ này rất là đẹp. Rất là đẹp, nó nằm trong mấy khu rừng à, đây. Gần gũi với thiên nhiên ha. Đây các bạn nhìn cái cổng đi vô này, rất là đẹp chỗ này. À, thì bây giờ đang tập trước một chút xíu. Dạ yeah. Đây, rất là đẹp luôn các bạn, rất là đẹp. Đi chỗ này, thì chỗ này là sẽ một chút xíu nữa sẽ làm lễ ngay chỗ này, ở phía trên đó. Rồi ghế cũng đã sắp sẵn rồi, camera and everything. Ở đây thì có những cái công ty họ đã, những cái công ty chuyên về làm tiệc cưới, lễ cưới thì họ sẽ làm hết tất cả những cái này các bạn. Thì cái này các bạn biết thì những cái lễ cưới kiểu Mỹ như thế này thì Khoa với lại vợ là tự chuẩn bị hết. À, mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn rồi. Này các bạn thấy đám cưới kiểu Mỹ thì phụ huynh rất là khỏe nè, đang đứng xung quanh rồi nhìn cảnh thôi, không phải làm gì hết. Tại vì mọi thứ đã có những cái công ty này họ lo hết rồi các bạn. À, chỉ cần trả tiền thôi, còn lại thì cha mẹ rất là khỏe, đó, thoải mái. Và mấy đứa nhỏ muốn làm gì làm, tự do tụi nó, miễn sao tụi nó sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Phụ huynh chỉ đứng cười thôi. À, đứng cười. Phụ huynh là họ đứng chụp hình đúng không phụ huynh? Không rồi. Được, không được ý kiến. Không được ý kiến. Yeah, cô dâu thì đang di chuyển ra bên ngoài. Này bên nhà gái kêu anh đàn trai. Ok. Rồi. Ở đây rất là đẹp luôn các bạn, cảnh ở đây rất là đẹp. À, các bạn thấy mấy kiến trúc bên kia không? Kiểu như kiến trúc người ta xây ở đây là kiến trúc như thời đế chế La Mã. À, cho nên thì những cái kiến trúc ở đây rồi các tông màu ở đây, người ta làm rất là hài hòa với nhau. Rồi. Ở đây là tổng cộng là mỗi bên là có 80 ghế, thì hai bên như là 160 ghế tất cả các bạn đã được sắp xếp sẵn hết rồi. À. Thank you.
changed as individuals and as a couple, and I can't wait to see what the future brings us. Stephen, I vow to be your biggest supporter and push you to be your best self. I love you, and I'm so excited for to be your partner for life. In the words of Taylor Swift, I'd like to hang out with you for my whole life, and now I get to. I love you. Mới hết buổi làm lễ các bạn theo kiểu Mỹ. Bây giờ tất cả mọi người sẽ đi đi ăn. Yeah, ok các bạn. Thì chỉ có bao nhiêu đây khách thôi, rất là ấm cúng các bạn ha. Right. Khoảng 100 mấy khách thôi. Yeah, chủ yếu là gia đình bạn bè là chính. Bây giờ là sẽ di chuyển đến một cái chỗ khác để mà ăn. Đây, ok các bạn, thì bây giờ khách là tới đây đứng chụp hình đó, family các bạn. Rồi, các bạn ở đây là người ta cho mền đó đúng không? Trời lạnh hay sao? Dạ, mỗi người được cái mền để quấn, tại vì bây giờ thời tiết lạnh, nhưng mà đa số là dành cho phụ nữ. Chứ mấy ông đừng có quấn nha. Họ chuẩn bị rất là chu đáo các bạn, bởi thời tiết kia ngày hôm nay cũng khá là lạnh đó ở tại California. Đây, ok các bạn, thì ở đây nó có một cái bảng để tên của mình để mình biết là mình sẽ ngồi bàn nào ha. Thì đây. Ở đây có tên rất là nhiều người ha, mỗi một cái bàn. Đây mình sẽ là bàn số 17. Đây, nằm ở dưới đây. Ở ngay chỗ này nó có một cái bàn để cái máy chụp hình để các bạn có thể lấy chụp xong rồi in ra tại chỗ luôn, lưu lại kỷ niệm của bạn tại cái buổi đám cưới ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong. Mình bàn số 17 á. Có cái bảng ở ngoài, find my table. Đây các bạn, đây là cách người ta bài trí một cái bàn tiệc. Rất là đẹp, cái màu sắc rất là tao nhã. Đó, thì dân cái lều ở đây ha. Cho khách ngồi vô đây. Thì sau cái buổi lễ xong rồi bắt đầu khách ngồi bắt đầu ăn uống. Và ở đây thì các bạn sẽ đứng xếp hàng lấy nước uống. Ở đây có bartender ngay chỗ này phục vụ nước uống các bạn luôn. Khách muốn uống cái gì, các bạn muốn uống các loại mixed drink hay là mấy cái cocktail gì đó, đây người ta làm cho các bạn uống luôn. Đây cái chỗ này là người ta cho các bạn đeo đồ lên để mà chụp hình với gia đình của mình ha, để lưu lại kỷ niệm các bạn. Rất là vui, có cái booth chỗ này có thợ chụp hình cho các bạn luôn. Đấy không? Đó, có hình mình trên đó luôn các bạn. Đấy, điện thoại chút xíu nữa về các bạn sẽ lấy hình. Ở đây người ta ăn theo kiểu buffet các bạn. Mình tự lấy rồi mình tự ăn, phục vụ nha. Đây thì các bạn có thể tự lấy nước ở đây mà ha, ăn kiểu Mỹ tự xử hết. Đây ok các bạn, thì ở trên bàn sẽ có thực đơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được ăn cái gì thì store rồi có mấy cái món này. Cái này chỉ là ăn chơi thôi, chưa có gì hết. Store đầu mình có salad nè, bánh mì, ngay butter. Rồi mình có entree là mấy cái phần này, Alaskan cod như là cá đó, roasted filet mignon nha các bạn, đó. Rồi mashed potato, seasonal vegetable, rồi mình có dessert,
quay két như là cái bánh thôi đó. Đó, được đơn vị các bạn. Đây là những cái đồ ăn kiểu Mỹ hết. Thì không có món nào mà phở là bún bò Huế rồi đâu nha. Thì các bạn thấy ủa sao đồ ăn gì ít vậy, thì đó là kiểu Mỹ nó vậy các bạn, rất là đơn giản. Mà người ta tới là để chung vui với cô dâu và chú rể đó, chứ không phải là tới đi ăn thật là nhiều ha. Còn hình như là những cái đồ uống ở bên những cái đồ uống bên ngoài kia thì các bạn sẽ uống thoải mái luôn. Ở cái quầy bartender là tha hồ uống ha, cứ đứng xếp hàng rồi cứ uống bao nhiêu thì người ta sẽ pha cho các bạn thì thôi. Ok các bạn, hình chụp lúc nãy là có liền luôn rồi đó. Không, rất là dễ thương, kỷ niệm. Alright các bạn, thì đây là đám cưới kiểu Mỹ, cho nên là mỗi lần các bạn mà uống nước thì các bạn phải kiên nhẫn nha, phải đứng xếp hàng để mà mình lấy nước mình uống. Tại vì thứ nhất là tại sao phải xếp hàng, thứ nhất thì cái này là cái chuyện đương nhiên, ở những cái nước phương Tây thì đông quá thì không lẽ bu tới mà lấy đúng không, ai tới trước sẽ phục vụ trước, đó là cái chuyện đương nhiên nên các bạn phải đứng xếp hàng đó. Bởi vì cái đây là cái lịch sự, một cái sự văn minh ở một cái đất nước các bạn. Mọi người rất là kiên nhẫn, các bạn phải nói là người Mỹ họ rất là kiên nhẫn, và những người sống theo cái cách sống ở những cái nước phương Tây thì hầu như là mình thấy người ta rất là kiên nhẫn, đứng đợi xếp hàng để mà mua cái gì hay là lấy cái gì, họ không có phàn nàn. Can I have the old fashion? Yeah. Order chị hai ly đi. Juice? How about a juice? Can I have a juice for her as well? Yeah. Okay. Yeah. Pineapple or cranberry? Pineapple is good. Yeah. Yep. Hey, đây là Phương từ Las Vegas qua. À, ghê chưa? Chín đâu? Chín mất tiêu rồi. Giới thiệu cho người ta biết chứ. Okay. Yeah. Our wedding party, we have Victor, George, Thomas, John, Eric, Victor, Kelly, Mari, Samantha, Natasha, and Rocio. Let's give it up for them, ladies and gentlemen. Đây các bạn, thì những cái món starter, những cái món khai vị thì người ta sẽ đem tới phục vụ tận bàn cho các bạn luôn. Right. Đây, chứ không phải đi lấy giống như hồi nãy nữa. Right. Thì ở đây mình có starter là mấy cái món salad các bạn. Đấy, và mình có bánh mì. Đây rất là healthy stuff, nhưng mà cái này thì không healthy, nhưng mà cái mấy cái salad should be fine. Đầu giả. Ok các bạn, và đây là cái món chính ngày hôm nay mà nhân viên giờ mới bưng ra. Đó chính là mình có cá nè, codfish, mình có miếng filet mignon, và miếng thịt bò filet mignon. Cái này mashed potato, khoai tây nghiền, và cái này rau củ quả các bạn. Đây, và đây là nguyên dĩa của cái món chính nha. Đó, right here. Rất là hấp dẫn các bạn. Miếng bò rất là to ở đây. Đây.
ai cũng được một phần giống như vậy hết. Tối đi nhậu, tức là mấy má, mấy chú. Đúng là món Mỹ luôn các bạn, đó là kiểu Mỹ. Very good. Yummy các bạn ơi. Yeah. Chuyên nghiệp lắm rồi đó nha. Đã review chuyên nghiệp lắm rồi đó. Ok các bạn, bây giờ là cô dâu của chú rể lại từng bàn chụp hình, cũng giống như là đám cưới ở bên Việt Nam. À, cái phần này thì giống nè. À. Especially if he's talking about the Warrior! Many, many smiles. Yeah. Thank you for Stephen and Jennifer. Thank you very much for the opportunity to be here. My brother-in-law. Alright các bạn, và cuối cùng là tráng miệng là cái bánh kem như thế này đây. Right, để chúng ta tráng miệng nha. Và chúng ta sẽ kết thúc cái bữa ăn về cái phần ăn uống ngày hôm nay ở tại bữa tiệc các bạn. Đây các bạn, có một điều đặc biệt là trong bữa tiệc cưới ngày hôm nay là có phục vụ mì gói luôn. Lần đầu tiên mới thấy. Tại vì họ biết ở đây là người châu Á các bạn. Nhưng mà mình thấy Mỹ ăn luôn. Giỡn đâu. Đâu phải là Việt Nam mới ăn đúng không? Nhưng mà Mỹ vẫn ăn luôn. Tại vì sao? Tại ngày hôm nay rất là lạnh. Đây các bạn, thì từ phục vụ nha. Nha. Phục vụ từ gỡ ra là có cái nước sôi ở đây các bạn chế vô. Đây. Nha. Đây, rất là nhiều người ăn nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Lần đầu tiên thấy luôn. Đám cưới Mỹ mà có phục vụ mì ăn liền các bạn. Hấp dẫn nha, like. Trời lạnh quá. Hả? Lại mở cho vui nha. Mở cho em. Đảm đen quá. Spicy sauce nè. Chơi hết. Dầm đạn nữa. Dầm đạn. Dầm đạn. Có bạn bên trong kia là nhảy. Bạn nào muốn dance thì vô trống dance. Ok. Đây bên trong này. Dạ bên trong này có DJ các bạn hả? Cho nên là bạn nào muốn nhảy vô đây nhảy nha. Lần đầu tiên con thấy đám cưới mà có mì gói luôn á. Asian. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, yeah, right. Ủa, dạ. Chơi cái này luôn cho nó ấm. Mà sao có sẵn vậy? Gọi là đủ mà ăn mua vô. À mua vô hả? Lẹ vậy? Mua à? Mình đã tiền quá làm á. Dạ, ồ, oh, dạ, dạ. Dạ, dạ, chế em cái nước luôn. Wow, man, lần đầu tiên thấy Mỹ, Việt Nam là ăn mì gói. That's crazy. It's so fun, so fun. Dạ, dạ, đúng rồi, dạ. Dạ, mà mình uống biển mình rồi á. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Money là một business. Cảm ơn. Ngủ đây. Dạ, thank you, appreciate it, dạ. Ok, cái tô của anh đâu? Vậy đó, làm tô mì đi. Mỹ mà nó còn ăn mì nữa kìa, trời lạnh quá, ăn vô cho nó ấm.
mì, mời mì nào cũng được. Đây nè, có mì nè. Thì mì gói thôi chứ đâu gì đâu. Ok, chú đang đói. Đang lạnh nữa, ăn cái này vô là quá ấm luôn á. Woo! Ba chú rể là wow, dễ sợ không? Vui là chết, vui là chết, yum yum yum. Nay vui quá chứ mình à. Yes, yeah, it's a Monday. Đợi luôn, đợi luôn. Xong rồi về nhà nhậu tiếp. Noodle. Man, ở ngoài nó lạnh mà bây giờ chơi cái tô mì nó là thôi. Ba cháy luôn. Cho mình lên YouTube. Lần đầu tiên mà đám cưới Mỹ mà có mì gói ăn các bạn. Bây lúc nãy là chú Minh nói là tại vì bây giờ ở bên ngoài rất là lạnh, cho nên là cái này là gọi là cấp tốc luôn á. Kêu người ta mua mì ở ngoài vô phục vụ luôn các bạn. Thì chỉ cần trả tiền thôi là người ta sẽ phục vụ các bạn tới nơi tới chốn luôn. À, có mì gói rất là dễ, chỉ cần nước nóng thôi. Rồi bây giờ hấp dẫn quất. Rồi quá đã luôn, là làm vậy xong là đi về nó ấm luôn á, đúng không? Man. So good, so good. Thấy khói bốc lên là biết, đúng không? Ở ngoài rất là lạnh, ngon, nó ấm, nó giữ mình ấm, đúng không? Chứ bây giờ đi đám cưới Mỹ mà lại có mì gói. Lần đầu tiên đó các bạn. Rất bất ngờ luôn. Nhưng mà phải nói là tại vì chú Minh là chú rể là người Việt Nam, cho nên họ biết tâm lý của cái này dễ ăn, đúng không? Người Mỹ rất là thích luôn. Rồi đấy các bạn. So good. Đây ok các bạn, thì thôi thì mọi người cũng đã ăn xong, tiệc cũng đã tàn rồi. Bên trong thì những cái bạn trẻ với lại cô dâu chú rể nhảy ở trong đó. À, có DJ chơi nữa. Đó, thì ai muốn vô nhảy thì vô nhảy, còn lại những người khác thì đi về thoải mái, ai muốn làm gì làm ha. Rồi ok, thì đây cũng là một cái không khí cho các bạn xem một buổi lễ cưới của người Việt nhưng mà đậm chất Mỹ các bạn, ở tại tiểu bang California. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo tại channel Hello Atlanta. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye. Thank you.